Dạ, Hiếu xin đàm nhập ái chào các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em ha các bạn ơi. Rồi hôm nay tiếp tục có hai siêu phẩm cho các bạn nè các bạn ơi. Rồi, hôm qua em lên ba chiếc siêu phẩm ở nhà em các bạn, em đã bán hết rồi các bạn. Rồi hôm nay tiếp tục về hai siêu phẩm nữa các bạn ơi. Đó là sáng giờ cũng có rất là nhiều anh, nhiều cô chú anh chị hỏi ba chiếc ngày hôm qua em quay em bán hết rồi nha. Đó. Rồi hôm nay em lên tiếp hai chiếc nè. Con chết rất là đẹp, con chết như mới. Con BNG cũng như mới luôn các bạn ha. Rất là đẹp các bạn. Rồi trước khi vào nội dung chính, em xin chúc các bạn có nghề làm việc thành công ha, thật nhiều sức khỏe ha các bạn. Đó, rồi để em vô trước cái con này đi. Con BNG, đây là con BNG Roma 4. Này, size của nó nè các bạn. Rồi chúng tới dây sườn ngang là 50 49 rưỡi 50 nha. Đó, ngang của em nó là ngang 55 các bạn ha. Rồi cái này các bạn tưởng mét 65 trở lên chạy mới được ha, tưởng mét 65 tới mét 75. Đó, chạy con này rất là đẹp. Mét 65 tới mét 75, mét 78 chạy con này rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, BNG Roma 4 ha. Đây, Roma 4 này. Cái con Roma 4 này rất là hiếm ha các bạn, rất là hiếm về mà có ha. Rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn coi cạn của em nó ha. Đây. Đây em khung nhôm, cạn nhôm ha các bạn. Logo của con Roma 4 đây, logo đây ha các bạn. Đó, đây cái khung nhôm nè. Những cái món hàng được BNG xử lý rất là đẹp. Đó, thương hiệu BNG ha các bạn. Đây, Roma 4 đây ha. Đó. Rồi em quay từ trên xuống dưới đây. Em này đi một bộ tay bấm xả 3 dĩa 8 líp Shimano zin theo xe luôn, miếng nhựa zin theo xe luôn nè. Đó, bộ tay nè các bạn ha. Tay lái nè. Tay lái công tăng là BNG hết nha các bạn. Đã kiểm tra bảo dưỡng rồi các bạn ơi. Kiểm tra bảo dưỡng hết rồi. Các bạn về chỉ chạy thôi, khỏi suy nghĩ ha. Đó, càng thắng của em nó đây. Đó, cặp càng thắng rất là đẹp. Cặp càng thắng này là cặp càng thắng của, đây là cặp càng thắng Techo các bạn ha. Đó, vỏ của em nó là 728C ha. 728C, cái niềng rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn cái niềng, niềng cực kỳ là sáng luôn ha. Niềng theo xe BNG ha. Đó. Đùm là đùm theo xe luôn ha các bạn ha. Đó, vỏ rất đẹp nha các bạn. Các bạn coi gài vỏ, vỏ còn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Càng nè, càng trước càng nhôm ha các bạn. Càng nhôm các bạn chạy khỏi suy nghĩ luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, BNG ở dưới đây cũng có cái logo này các bạn. Đây dưới đây có cái logo BNG luôn. Con BNG đẹp lắm nha các bạn ha. Đây là cái yên theo xe luôn nè. Cái yên này của Ý các bạn. Nó bị đắt cái vỏ ha. Yên theo xe. Cái yên này em sẽ gửi cho bạn luôn. Nhưng em sẽ gửi kèm cho bạn cái yên mới. Và cái yên này các bạn về bọc lại giúp em. Bọc lại ha. Cái yên này rất là xịn nha các bạn. Yên này yên của Ý luôn các bạn. Yên rất là xịn á. Theo xe luôn. Cốt yên theo xe luôn ha. Đây BNG Roma, chiếc xe đứng từ thương hiệu của Ý. Màu này là màu xanh ngọc. Màu này là màu thương hiệu của BNG luôn rồi các bạn ha. Càng thắng sau cũng Techo luôn. Rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ha. Vỏ sau, vỏ sau cũng theo vỏ trước luôn ha. 728C. Niềng nhôm nè, hai lớp. Xé gió luôn các bạn ha. Mỗi các bạn coi. Cối nổ đó các bạn. Cối nổ ha. 8 lít nè. Shimano Tunator X. Cái Tunator X nó khác Tunator nha các bạn. Tunator X nó xài 8 lít các bạn ơi. Tunator X rất là nhẹ luôn các bạn. Dò dĩa Shimano nè. Pedal zin theo xe, pedal nhôm nguyên khối luôn. Nguyên khối nhôm luôn ha các bạn. Rất là đẹp. Đây miếng bảo vệ dĩa nè. Cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Đây, cái sàn dĩa đây rất đẹp. Đây tem an ninh của Nhật ha. Tem an ninh, tem siêu thị, tem đổ xe đầy đủ luôn các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Đó, tới những con ốc này đều zin của BNG luôn ha các bạn. Những con ốc này nè. Đó, những con ốc này zin của BNG luôn ha. Đó, đây có những ốc chờ đầy đủ luôn. Ốc chờ này, ốc chờ nè, zin hết luôn các bạn. Cái con này zin từ trên xuống dưới luôn các bạn ơi. Zin từ trên xuống dưới luôn. Con BNG này cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Các bạn từng mét 65 đến mét 75, mét 78 chạy con này ha. Đây BNG. Đó, giò dĩa Shimano này ha. Tem BNG đây các bạn. Tem BNG đây. Cái chân chống của zin theo xe luôn nè các bạn ha. Chân chống này, chân chống nhôm, zin theo xe của BNG luôn. Trước sau đều có mở danh của Shimano ha. Đó các bạn. Tổng quan con xe nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Rất là sạch sẽ, em vệ sinh rất là sạch sẽ các bạn ha. Em vệ sinh cực kỳ là sạch sẽ luôn các bạn ơi. Đó. Vệ sinh quá sạch luôn ha các bạn. Cái này em vệ sinh và em canh chỉnh bảo dưỡng hết rồi các bạn ơi. Đó, các bạn yên tâm mà về chỉ chạy thôi ha các bạn. Đó, nói chung là những con xe này, những xe em lựa các bạn ơi.
đó, những con xe em lựa cho nên là chất lượng của em, chất lượng của những con xe này lúc nào nó cũng cao hết các bạn. À, em về em chỉ bảo dưỡng sơ một cái là ok đó. Em về em mở ra các bạn, mở ra là cái mở bò của Nhật nó còn nguyên zin luôn. Nó mở bò của Nhật thường thường mở bò màu đỏ các bạn, nó còn nguyên zin theo xe luôn các bạn ơi, rất là đẹp các bạn. Đây pin chi Roma 4 zin nguyên còn các bạn ha. Đó, các bạn nào thích màu xanh, thích dòng pin chi lấy con này luôn, quá là hợp lý. Pin chi thì mấy nay em về con này em bán hết rồi các bạn. Đó, thì hôm nay về đúng có một chiếc nữa các bạn ơi, còn đúng có một chiếc nữa. Đó, các bạn nhanh tay thì chốt con này, con này rất là đẹp nha các bạn. Và em để giá cũng rất là hợp lý thôi các bạn ơi, rất đẹp. Các bạn nhìn tổng quan ha, từ trên xuống dưới quá đẹp luôn các bạn ơi, từ trên dưới quá đẹp luôn các bạn ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rồi con này các bạn chốt thì em để cho bạn 10.500.000, 10.500.000 em sẽ vô cho bạn đèn trước, đèn sau, gọng bình nước. Đó, gọng bình nước ha. Rồi các bạn có nhu cầu gắn chắn bùng em gắn cho bạn. Đó, thêm cái chắn bùng cho bạn, một cặp chắn bùng thể thao ha, nó dài lên tới đây thôi bạn, nhìn xe cũng rất là đẹp. Đó, thêm cái ống bơm nữa các bạn ơi. Đó, 10.500.000 đầy đủ đồ chơi luôn, các bạn khỏi suy nghĩ luôn, về là đạp thôi, leo xe là đạp thôi ha các bạn. Rồi 10.500. Rồi tiếp theo là một siêu phẩm, siêu phẩm của ngày hôm nay các bạn. Đây là một con chết. À, hồi nãy em quên thông báo các bạn là cái con pin chi này dây âm sườn ha các bạn. Đó, dây âm sườn rất sạch sẽ, ở dưới khung sườn không có cọng dây nào ở dưới hết nha các bạn. Đó, toàn bộ dây âm sườn hết ha. Rồi con chết nè, con chết này cũng là dây âm sườn toàn bộ ha, từ trên xuống dưới dây đề thắng đều âm sườn hết. Đây là dòng FX series, ha, 7.4 ha bạn. Rồi em sẽ quay từ trên xuống dưới cho bạn coi. Con chết này cái khung sườn của em nó không chày ha các bạn. Con chết này không chày ha các bạn. Đây, một bộ tay lắc tay bấm xả Shimano Acera này 9 lít ha các bạn. Đây ba dĩa ha các bạn ha. Đây, chết lúc nào cũng đi tay lái Bontrager hết các bạn. Đây tay lái Bontrager. Cái bao tay nè, bao tay rất là đẹp nha các bạn. Cầm nắm rất là êm. Công tăng cũng là Bontrager luôn ha. Công tăng Bontrager luôn. Đó. Thôi em đòi cái size trước rồi em quay chi tiết sao ha. Rồi size của em nó đây ha các bạn. Đó em đòi. Rồi tính tới cục yên 50, tính tới dài sườn ngang là 46 thôi ha. Ngang của em nó đây ha. Ngang của em nó là 54.5. 54.5. Các bạn từ 1m60, 1m65 tới 1m75 chạy con này là đẹp ha. Đây, khung sườn của em nó rất là đẹp ha các bạn. Đây, các bạn coi những cái mối hàng của em nó nè. Đây, dây âm sườn hết ha. Những mối hàng của em nó rất đẹp. Đây, logo của set này ha các bạn. Thì các bạn cần một chiếc xe mới thì lấy con này thì khỏi suy nghĩ ha. Đây là em khung nhôm càng của em nó là càng carbon ha các bạn. Đây cái càng rất là đẹp ha các bạn. Ừ. Càng thắng Techo đây ha. Con xe này không khác nào xe đấu giá ha các bạn. Đây, Bontrager ha. Niền là niền Bontrager luôn ha. Đó, vỏ Bontrager, vỏ này vỏ 732C. Tâm inox sơn tĩnh điện nè. Tâm inox sơn tĩnh điện, đùm đùm theo xe luôn ha. Đó các bạn thấy không? Càng càng carbon ha. HCM carbon ha các bạn ơi. Đó. Dòng FX nè, có logo đầy đủ ha. Ừ. Cái gọng nước này zin theo xe luôn các bạn ha. Gọng nước là gọng nước zin theo xe các bạn thấy không? Chết rất là đẹp. Đó. Design Waterloo, công ty của Mỹ ha các bạn. Đây. Đó, rất là đẹp ha các bạn ơi. Dòng FX CD. Đó các bạn coi kỹ cái sườn giúp em ha, cái sườn của em nó rất là đẹp ha các bạn. Thì em này sử dụng chất liệu nhôm Alpha Gold. Chất liệu nhôm Alpha Gold, chất liệu nhôm rất là cao cấp ha các bạn. Rồi cái này em mới thay cho bạn cái yên rồi ha. Em thay cái yên cho bạn. Khúc yên nhôm nè. Đó. Vỏ sau cũng là Bontrager luôn, 732C luôn, niền cũng là niền Bontrager luôn ha. Niền Bontrager, vỏ Bontrager luôn. Đó, càng thắng nè. Đây, trang bị cái chắn bùn cho các bạn ha. Ở trước cũng có trang bị chắn bùn rồi các bạn ha. Đây, ở trước nè. Ở sau cũng trang bị chắn bùn hết luôn. Đó, em này đi 9 clip các bạn. Clip của em nó là khỏi bàn luôn các bạn ơi. Rất là nhẹ luôn ha. Cái sàn clip là Shimano Diary ha các bạn. Đó, dĩa là 3 dĩa ha. Bê đan zin theo xe. Nguyên khối nhôm luôn các bạn ơi. Giờ dĩa Shimano ha. Miếng bảo vệ dĩa này còn luôn nè. Đó, cái sàn dĩa là Shimano Diary ha các bạn. Sàn dĩa Shimano Diary. Còn luôn cái siêu đây các bạn. Còn luôn cái siêu màu đỏ luôn ha. Rất là đẹp. Dây sơn zin theo xe luôn. Đó, cái sàn dĩa nhìn đẹp ghê ha các bạn. Các bạn nói chung các bạn thích một con xe mà gần như mới thì các bạn lấy con này thì hợp lý ha, quá hợp lý luôn. Đó.
các bạn cần con xe gần như mới thì lấy con chết này quá hợp lý luôn. Máy 65 tới máy 75 các bạn chạy con này ha. Con chết FX series mà dây âm sườn hết là đời mới các bạn ha. Đời mới, đời cao đó các bạn. Đây, logo của chết đây. Logo của chết này ha. Cái càng nè. Càng rất đẹp ha các bạn. Đó, càng cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, đây các bạn ha. Thấy không? Cái khung sườn của em nó cực kỳ đẹp. Các bạn lấy con này khỏi suy nghĩ về cái nước sơn của em nó. Nước sơn của em nó còn quá là đỉnh luôn các bạn ơi. Cái khung sườn quá đỉnh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Nó không hiểu sao mà nó còn giữ được mới như vậy ha các bạn. Đây, tem tem an ninh của Nhật ở dưới đây ha. Tem an ninh của Nhật nè. Xe bình Ford là 7.4 ha. Tem an ninh, tem số khung số sườn đây. Đây, ở dưới khung sườn nhìn rất là đẹp ha các bạn. Đó, số khung số sườn đầy đủ luôn ha. Đó, giò dĩa nè. Giò dĩa cực kỳ là mới luôn ha các bạn. Giò dĩa Shimano. Đó, cái chân chống này cũng zin theo xe luôn ha bạn ơi. Chân chống một điểm ha. Đó. Rất đẹp ha các bạn. Đùm trước đùm sau là đùm Shimano các bạn, đùm sau đùm trước đùm sau đùm Shimano hết ha. Đây. Khung sườn của em nó đỉnh khỏi bàn luôn ha các bạn. Khung sườn đỉnh khỏi bàn luôn. Nó rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn những mối hàng của Mỹ làm nè. Mỹ làm những mối hàng cực kỳ đẹp luôn ha các bạn. Đó. Đây, những mối hàng của người dân Mỹ, của công ty của Mỹ người ta làm cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Các bạn thích một con xe mà gần như mới thì lấy con chết này quá hợp lý. Thì vì con chết này cái khung sườn của em nó là quá đẹp ha các bạn. Đó. Khung sườn quá đẹp. Trên cái khung sườn của con chết này không có một vết chạy luôn các bạn. Không có một vết chạy luôn nha. Đó. Bạn thấy không? Cực kỳ đỉnh luôn các bạn ha. Đó. Bạn lấy con này chạy khỏi bàn luôn các bạn ơi. Hôm nay em lên hai chiếc xe quá là đỉnh luôn các bạn ơi. Rồi, con pin chi nữa nè. Đó. Hai chiếc xe quá đẹp ha các bạn. Rồi các bạn chốt con nào thì alo cho em ha. Số điện thoại em 0975158377 nha. Các bạn nào xem clip thấy vui cho em xin nút like ha các bạn. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thì alo em mua xe ha. Các bạn nào chưa có nhu cầu xem clip cho vui các bạn ơi. Cho em xin nút like, nút đăng ký kênh ha các bạn. Đó, hai con xe rất đẹp. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn những video clip sau. Bye bye.